Những thay đổi xuất hiện trong phiên bản hệ điều hành iOS 12.2 Beta 4. Hôm qua, Apple đã chính thức tung ra phiên bản cập nhật iOS 12.2 Beta 4 dành cho các nhà phát triển, và dưới đây là một số thay đổi nổi bật nhất trong lần cập nhật phiên bản mới này. Nhìn chung, bản cập nhật mới của Apple mang đến một vài tính năng mới như biểu tượng mới dành cho ứng dụng Apple News, biểu tượng mới cho ứng dụng Apple TV khi kích hoạt trung tâm điều khiển Control Center, hoặc ảnh mới khi kích hoạt điều khiển từ xa cho Apple TV từ xa trong trung tâm điều khiển Control Center, biểu tượng remote mới cho Apple TV trong giao diện AirPlay 2, lời nhắc mới khi kích hoạt Apple TV remote trong trạng thái thiết bị không kết nối với Wi-Fi, điều khiển âm lượng mới cho Apple TV, Now Play In thêm biểu tượng remote và điều khiển âm lượng. Tương tự các phiên bản thử nghiệm trước đó, iOS 12.2 Beta 4 tập trung vào việc tinh chỉnh giao diện một số chức năng nhỏ, cải thiện ổn định các hệ thống và kết nối Wi-Fi nhanh hơn khi sử dụng tính năng điều khiển từ xa. Có thể thấy rằng, bổ sung lớn nhất trong thời gian qua đã được Apple đưa vào phiên bản Beta 1, bao gồm 4 nhân vật Animoji mới. Hiện tại, đây chỉ mới là bản Beta, người dùng hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa để chúng ta có thể cập nhật lên phiên bản chính thức 12.2 này nhé.